Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Hôm Nay Có Gì Hot. Hôm nay mình có một cái sản phẩm rất là hay, đó chính là đây, một chiếc sạc dự phòng, sạc không dây, sử dụng cho Samsung Galaxy Note 10 hoặc là Note 10 Plus đều dùng được. Đây là một cái sản phẩm rất mình nghĩ rất là hay, phiên bản màu bạc. Đây là cái hộp còn nguyên này. Đây, mình sẽ mở hộp cho các bạn xem nhé. Bên cạnh trái là có một cái tên của nó đây, bên cạnh phải là của Samsung đây, chính hãng Samsung nha các bạn. Phía sau là những cái thông số. Cái sạc dự phòng này với dung lượng là 10.000 ampere nha các bạn. Sạc không dây DC. Mình sẽ mở hộp cho các bạn xem. Nhân vật chính của chúng ta, vẫn chưa thấy gì. Bên này có một cái, trong này có một cái sách hướng dẫn, cầm bằng tiếng Anh không? Này, chúng ta hướng dẫn đây. Tuy nhiên cầm bằng tiếng Anh thôi. Cầm bằng tiếng Anh với lại tiếng nước ngoài, tiếng Anh. Đây là nhân vật chính của chúng ta, một chiếc sạc không dây Samsung 10.000 ampere. Đây là cái bề mặt để mình để cái điện thoại lên. Sạc nhanh nha các bạn. Dưới này, dưới viên pin này thì đã có những cái thông số 10.000 ampere đây. Đây là chiếc sạc của chúng ta. Nhìn rất là đẹp, rất là vừa tay, giống như một cái điện thoại luôn, rất là nhẹ, nó không nặng. Ngoài này có ghi cái chữ Samsung này. Bên dưới này, đây dung lượng của nó là 10.000 ampere. Cạnh bên này không có gì hết, nguyên khối luôn, giống như kiểu như một cái điện thoại luôn, cầm rất là đẹp luôn. Rồi bên trong còn cái hộp, bên trong cái hộp là thì có đây là cái dây này. Dây cáp PC, đây là dây PC luôn nha các bạn, dây PC. Đây là cái dây TC kèm theo luôn. Một đầu mình cắm vào cái sạc nhanh, và một đầu này mình cắm vào cái cục sạc của mình. Màu trắng luôn các bạn. Mình xem lại cái thông số này, cái cục sạc nhanh này. Sạc không dây nha các bạn. Sạc không dây. Cầm rất là đẹp, rất là vừa tay, đấy, không nặng, nhất là nhẹ thôi nha các bạn, nó không có, nó không nặng. Rồi, đây là toàn bộ những cái sản phẩm. Giá hiện tại là hơn một triệu mốt. Giá hiện tại là hơn 1.1 triệu nha các bạn, là chính hãng Samsung luôn. Hiện tại là hơn 1.1 triệu. Hôm nay mình đã nhận được và mình đã mở hộp cho các bạn xem. Xin cảm ơn các bạn đã đón xem cái clip này của mình. Đừng quên đăng ký kênh để khi có những cái sản phẩm mới, mình sẽ review mở hộp để cho các bạn xem trước. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.